Chào các em, video này chúng ta sẽ học phần lý refocus trong bài số 4 trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9 nha. Unit 4, Learning a Foreign Language, phần lý refocus. Rồi, trong phần này chúng ta sẽ học các cái điểm ngữ pháp như là modal verb with F, tức là câu điều kiện với các động từ khiếm khuyết. Tiếp theo là học direct and robotic speech. Về câu tường thuật và câu trực tiếp thì có here and now words in robotic speech, trạng từ here và now trong câu tường thuật, và robotic questions, câu tường thuật câu hỏi, trong câu tường thuật dạng câu hỏi. Thứ nhất cũng là cái phần bài tập người ta yêu cầu mình làm phần bài tập luôn, nó liên quan đến điểm ngữ pháp của modal verb with F, câu điều kiện với các động từ khiếm khuyết. Thì câu điều kiện không biết là các em đã học chưa, một số bạn có thể sẽ biết rồi, một số bạn có thể sẽ chưa biết, một số bạn biết rồi thì có thể đã biết hết các loại câu điều kiện rồi ha. Còn có thể một số bạn chỉ mới chỉ biết câu điều kiện loại 1 hoặc loại 2 hoặc là chưa biết gì cả, thì không quan tâm tới đó, tới điều đó thì cô sẽ nói luôn. Các em đang quan tâm đến câu điều kiện mình đang học là gì đúng không? Câu điều kiện là câu điều kiện phần định nghĩa này. Câu điều kiện gồm có hai phần. Một phần nêu lên điều kiện thường bắt đầu với if, và phần kia nêu lên kết quả. Thông thường thì chúng ta gọi hai phần này là mệnh đề chỉ điều kiện là if clause, và mệnh đề chính chỉ kết quả là main clause. Ví dụ, cái ví một ví dụ hơn, một ví dụ của câu điều kiện: if I had enough money, I would buy a house. Nếu tôi có tiền, tôi sẽ mua nhà. Ở ví dụ trên thì mình để if, đó là if I had enough money, câu điều kiện, nó đưa ra điều kiện ha, đưa ra điều kiện, mình đề chỉ điều kiện. Và mình đề chỉ, mình đề chính chỉ cái kết quả sẽ đạt được, đó là I would buy a house, tôi sẽ mua một ngôi nhà. Thì nguyên cả câu điều kiện, một câu điều kiện này gồm có hai mệnh đề chỉ điều kiện và mệnh đề chỉ kết quả nha các em ha. Chứ không phải câu điều kiện là cái câu mà chỉ có if I had enough money, no. Cái này là một câu phức, một cái câu gồm có câu điều kiện, chỉ điều kiện, có đưa ra điều kiện và đưa ra kết quả ha. Cho nên nói câu điều kiện có nghĩa là gồm hai phần, mệnh đề chỉ điều kiện và mệnh đề chỉ kết quả. Đó. Thì hai mệnh đề trong câu điều kiện này có thể đảo ngược cho nhau. Mình có thể viết lại là I would buy a house if I had enough money. Tôi sẽ mua nhà nếu tôi có đủ tiền. Ok, rồi bây giờ mình nói đến các loại câu điều kiện. Thì các loại câu điều kiện, cái này rất là nhiều, nhưng mà chúng ta đang quan tâm, đang học trong cái bài này, đó là modal verbs with F, câu điều kiện với các động từ khiếm khuyết thôi. Rồi, thì động từ khiếm khuyết, các modal verbs như là must, can, could, may, might, ought to, have to, should, loạt loạt đúng không? Thì có thể được dùng trong câu điều kiện để diễn đạt một điều gì đó chắc chắn hoặc có khả năng xảy ra trong tương lai. Có thể được dùng trong câu điều kiện để diễn đạt một điều gì đó chắc chắn hoặc có khả năng xảy ra trong tương lai nha các em. Rồi các em. Ví dụ, if I haven't got a television, you can't watch it, can you? Nếu bạn không có TV thì bạn không thể xem truyền hình được, đúng không? Đó, thì cái động từ khiếm khuyết can't nó nằm ở đây. Động từ khiếm khuyết nó nằm ở đây, đúng chưa? Nó diễn tả, diễn ra một điều gì đó chắc chắn hoặc có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, kể cả hiện tại hoặc tương lai. Ở hiện tại hoặc tương lai luôn này, xảy ra ở hiện tại. Cô thêm vào đây, ở hiện tại và tương lai. Câu thứ hai, ví dụ thứ hai, if Tom jogs regularly, he might lose weight. Nếu mà Tom chạy bộ thường xuyên, anh ấy có thể sẽ giảm cân. Thì đây, might là động từ khiếm khuyết. Đó, nó đưa ra điều kiện nếu Tom jogs regularly, nếu mà Tom chạy bộ thường xuyên. Rồi, câu ví dụ tiếp theo, she will accept your offer. Cô ấy sẽ chấp nhận đề nghị của bạn. If you ask her, nếu bạn yêu cầu cô ấy, đề nghị với cô ấy, đó, thì động từ khiếm khuyết đây, will, đó. Rồi, chúng ta sẽ thấy mệnh đề, if mệnh đề chỉ điều kiện á, sẽ chia ở thời hiện tại, present tense, các
cách thi ở hiện tại. Còn mệnh đề chính, mệnh đề chỉ kết quả thì sẽ là các động từ khiếm khuyết cộng với động từ chính ở dạng nguyên mẫu nha. Sau các động từ khiếm khuyết các em cộng với động từ chính ở dạng nguyên mẫu. Ok. Rồi cái một cái cách dùng thứ hai nữa là động từ khiếm khuyết cũng có thể được dùng trong câu điều kiện để khuyên ai đó nên hành động như thế nào nếu muốn làm một điều gì đó. Đó. If you want to drive a car, you must have a driving license. Nếu bạn muốn lái xe hơi, bạn phải có bằng lái xe. Đó, must là động từ khiếm khuyết, phải có bằng lái xe. Must have a driving license. Khuyên ai đó nên hành động như thế nào để muốn làm điều gì đó. Nếu muốn lái xe hơi thì phải lấy bằng lái xe trước đã. Rồi, câu ví dụ thứ hai. If you want to get good grade, you must study hard. Nếu bạn muốn có điểm tốt, bạn phải học hành chăm chỉ. Must study. Rồi, if Peter is going to job interview, nếu Peter đi phỏng vấn xin việc, he should wear a tie. Thì anh ấy nên mặc nên 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 thắt cà vạt ha. Nên làm gì, khuyên ai đó nên hành động như thế nào nếu muốn làm một việc gì đó. Ok, vậy thì chung quy lại cái cấu trúc, cái grammar của nó, cái cấu trúc của nó, formula của nó, đó là câu mệnh đề chỉ điều kiện á, câu trong câu điều kiện và mệnh đề chỉ điều kiện á, các em chia present tense hiện tại, các thể ở hiện tại, thường là hiện tại đơn ha. Rồi trong mệnh đề chính chỉ kết quả thì các em dùng modal verb, các động từ khiếm khuyết đó, các động từ khiếm khuyết cộng với động từ nguyên mẫu. Rồi quay trở lại bài tập nè. Complete two sentences use the modal verbs in brackets. Enter information in the box. Hoàn thành các câu sau sử dụng các động từ khiếm khuyết trong khuôn mắt, trong ngoặc á, và những cái thông tin cho họ trong khuôn. Động từ này stay, ở lại, bed, trên giường. Do homework, làm bài tập. Do exercise, tập thể dục. Go university, vào đại học. Study hard, học hành chăm chỉ. Miss train, trễ tàu, lỡ tàu. Câu A, phần A, Lan và Miss Nguyên, Lan và bà Nguyên. Lan nói, my grades are terrible. Điểm của con tệ quá. Bà Nguyên mới nói, if you want to get good grades, you must study hard. Con phải học hành chăm chỉ. Nếu cô muốn có điểm tốt, con phải học hành chăm chỉ. Great. Rồi người ta làm rồi ha. Cái này người ta làm rồi. Phần B, Hoa và dì Thanh. Hoa nói là I'd like to be a doctor. Con muốn trở thành bác sĩ. Dì Thanh mới bảo là you have to go to university if you want to study medicine. Con phải vào đại học nếu con muốn học ngành y. You have to go, have to, động từ khiếm khuyết, have to go to university. Đó, ở trên này cô quên nói ha, must là động từ khiếm khuyết. Rồi cô B người ta cũng làm rồi các em, để cô C mình mới phải làm đây đúng không? Phần C thì có nhân vật ba và Nga. Ba nói là oh no, I weigh 60 kilos. Trời ơi, tôi 60 kg rồi, tôi nặng 60 kg rồi. Nga mới nói là if you want to lose weight, if you want to lose weight, you should do a lot of exercise. Nếu bạn muốn giảm cân, bạn nên tập thể dục nhiều một chút. Tuấn và bà Thoa. Where is bà? He's very late. Anh ta ba đâu rồi? Anh ta trễ lắm rồi đó. If he doesn't come soon, you might miss the train. Nếu mà anh ta không đến sớm, anh ta sẽ trễ tàu đó, lỡ thì lỡ chuyến tàu đó ha. Thì các em sử dụng này ở trên đây should, động từ should các em lấy ở chỗ này ha. Và các em thấy phù hợp nghĩa thì các em chọn một cái cụm từ trên đây để đưa xuống. Ví dụ như là muốn giảm cân thì nên do exercise đúng không? Nên tập 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 thể dục. Và không đến sớm thì bị miss train, bị trễ tàu, miss the train, my miss miss the train.
Thì mai sau cái động từ khiếm khuyết các em đều cộng với động từ nguyên mẫu ha, cho nên là động từ miss này có giữ nguyên, do này có giữ nguyên đó, thêm vào trước nếu các em thấy cần thiết thôi. The train, ok, chấm đi cô nha, cô quên chấm đấy. Ok, chấm câu rồi. Và ở đây nó dùng động từ ought to là nên làm gì. I feel sick, tôi cảm thấy không khỏe, sick ốm, bị ốm. If you want to get well, nếu bạn muốn khỏe, you ought to stay in bed, bạn nên nằm nghỉ ở trên giường đi. Rồi, I'd like to go to the movies, nếu bạn muốn tối rạp chiếu phim. Na nói với mẹ, I'd like to go to the movies, mom, con muốn tối rạp chiếu phim mẹ ơi. Thì mom mới nói là you must này. Đó, dùng động từ kiếm quyết là người ta cho sẵn phía bên đây nha các em. You must do đó. Rồi các em chọn một cái cộng động từ trên đây. You must do homework, your homework. Đúng rồi, you must do your homework. If you want to go out, nếu mà con muốn đi ra ngoài ha, con phải hoàn thành bài tập trước đi, rồi mới đi ra ngoài ha, thì mới đi ra ngoài. Nếu con muốn đi ra ngoài thì con phải hoàn thành bài tập trước. Kết quả cho cái điều kiện đó. Nếu con muốn đi ra ngoài thì con phải hoàn thành bài tập. Rồi có gì nữa với em university rồi là rồi. Sang phần 2 nhỏ, complete the table, hoàn thành cái bảng dưới đây. Hoàn thành cái bảng dưới đây. Mất thời gian không đây? Nghe cái bảng này chỉ là lý thuyết thôi, lý thuyết của câu tường thuật thôi. Thôi chắc là để qua cái video sau cô giảng luôn câu tường thuật, cái lý thuyết câu tường thuật này rồi mình tới làm bài tập của nó ở dưới đây luôn ha.